mong khi mà bà vẫn còn tại thế thì mọi khổ đau của chúng sinh đều được giải tỏa, tức là bà đi cứu vớt chúng sinh ạ. Nên là mình thường mình sẽ thường niệm là gì? Một đó là khi vào chùa này, Nam Mô A Di Đà Phật đó, đấy là câu cửa miệng. Nhưng mà ấy, bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật là Đức Phật thích, Đức Phật đó là A Di Đà, lại là Phật chủ quá khứ. Nên là khi mà mình niệm như vậy ra, nó không phải cho hình ảnh ta mà cho cái quá khứ. Vậy nên khi mà vào chùa em cũng nên niệm cái chùa nhá, là mình nên niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mới là đúng, bởi vì Phật Thích Ca mới là hiện tại mà. Còn nếu mà cho tương lai thì Nam Mô Di Lặc Phật mới là đúng. Còn nếu mà muốn cầu giúp nhà mình, giúp em giúp đó, bản thân mình hay bị ốm đau, hay có một người nhà mình có các cụ mình có tuổi cao, hoặc bé nhà mình cũng hay sao, rất hay mình hiện bây giờ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bát Chúa Hộ Thiên Nam. Đây là câu thường xuyên được sử dụng luôn. Đấy, bây giờ mà nào đó thì mình cũng biết cũng biết như vậy, kiểu mình đó là cái thân bình an mà quạt phải cách chưa ơi. Sao không lên nốt? Sao không lên nốt? Mình tưởng là đánh nhau ấy. Cho lên hết cho lên. Không ý là lên hết chỗ tượng như thế nào? Lầu, chuông và các trống nhà mình nhá. Thì tổng là 100 tấn, bao gồm 60 tấn là của cái trống và 36 tấn là của chuông. Vâng. Là bằng gỗ chỉ. Và nó đã từng đạt được là gọi là kỷ lục Guinness một thời gian, nhưng mà chỉ vài năm sau mình tháo kỷ lục thôi. Bởi vì là bây giờ thì mình phát hiện ra thì những cái chùa nào mình phát hiện ra cái một nó phải có cái gì đặc sắc một, thế là nhất, đó là to nhất. Ngày trước mình nghe chùa Bái Đính, bây giờ nếu mà nghe về chùa Bái Đính đúng không, à chùa Dương Kiên đúng không, không phải Bái Đính đúng không, nhưng mà cùng một chủ luôn. Vẫn mọc ở dưới này không có gì, sao mà bất kỳ một chủ viện nào chùa hay đèn sẽ đều có một cái hương quanh điện để mình gọi là bái thiên địa. Bởi vì sao? Trước khi bất kỳ một ai sinh ra, kể cả cái trái đất hay là trời đất, à nói chung là con người hay cả Đức Phật ấy, hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì đầu tiên xuất hiện đầu tiên là trời, là cha, đất, là mẹ, thì đầu tiên chúng ta là bái thiên địa trước, sau đó là mình mới di chuyển bên trong, thì mình sẽ đó là nơi tọa của những vị Phật trong này. Tại vì trước khi đi ra đường em thương trong ngày đông ấy, mình có thể không vào bên trong, nhưng mà mình nên vái từ ngoài này trở đi là mình vào. Thế sau đó là mình đi tham quan ở bên trong, mình đặt ở bên trong. Ở đây quan tượng của Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát là vị tọa cái điện này vị chính luôn. Thì trong này có một quan tượng của Phật Bà Quán Âm nhìn mắt nhìn tay. Và câu chuyện này nếu các chị mình đã từng nghe rồi, thì nguyện ước của Phật Bà Quán Âm ấy đó chính là gì ạ? Mong muốn Đức Phật cho mình một điều ước, và ngài dành cho bà đó chính là nhìn mắt nhìn tay. Vì sao? Nếu như bà có 1.000 cánh tay mà chỉ có một đôi mắt thì bà có thể cứu khổ được rất nhiều thứ, nhưng lại không thể nào nhìn được những khổ đau để mà có thể cứu vớt được hết. Nếu cho bà 1.000 đôi mắt mà chỉ có 2 cánh tay thì sẽ nhìn được rất nhiều khổ đau, nhưng cũng không thể nào có khả năng mà giải quyết hết được. Vậy nên ý, sau cái nguyện của bà, Đức Phật ban cho bà đó chính là nhìn mắt nhìn tay nhà mình nhá, để có thể đó là vừa có thể nhìn thấy những khổ đau của chúng sinh mà vừa có thể đủ khả năng để cứu khổ cứu nạn cho những cái nỗi đau đấy. Đây ạ, các chị mình vào em ạ, lưu ý ạ. Một là mình sẽ vào bên bà bên này và mình ra bên kia nhá, hai cửa ra rõ ràng luôn. Vào đây thì mình vui lòng em là mình cởi giày ra, cởi dép ra mình di chuyển vào, sau đó là mình tham quan bên trong ạ. Đây ạ, anh chị nào mình vô thì mình cứ vô nhá. Qua điện này thì mình sẽ lên trên kia, thì cũng có những cái điện của các vị Phật thì mình đi dần lên ạ. Ai vào đây
Thank you.